Tôi là cô Hồng Nga, đây là lớp học nhỏ bé của tôi. Nhưng mà nó rất là vinh dự khi được chào đón nhiều vị khách rất là quan trọng. Bởi chúng tôi không còn chỗ nào để đón tiếp họ. Khi họ đến với Hội Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ, cái văn phòng chỉ có 10 m². Khi đến cơ sở nhịp cầu hiện tại thì nó đã xuống cấp. Khi trời mưa thì tất cả đều là ngập nước. Tôi không thể di chuyển từ đây đi qua cơ sở nhịp cầu, cho nên buộc lòng tôi phải tiếp họ nơi cái lớp học nhỏ bé này. Lớp học với những bàn ghế màu hồng, bởi vì tôi muốn cho học sinh nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng với cái niềm tin hy vọng. Và đa số học sinh là những đứa bé, học sinh cấp 1, cấp 2 và mẫu giáo. Trước đây thì tôi dạy ở trường vào năm 1987, thì tôi ngưng việc dạy và đi dạy phổ chân. Hy vọng rằng là mình sẽ đứng mãi trên bục giảng, nhưng cũng không ai biết được tương lai mình ra sao. Cuối cùng thì cái thành công không có, và tôi phải chấp nhận mình là một người khuyết tật. Và cuộc đời của tôi đã sang trang từ đó, trầm cảm rất là nhiều. Giống như một người mà rời khỏi xã hội này để đi sống ở một hoang đảo. Một hoang đảo mà lại cũng ở trong một cái vỏ sò, không dám bước ra khỏi cái vỏ của mình. Tôi sợ tất cả những người xung quanh, bởi vì tôi đã bị cô lập khỏi xã hội này khi tôi buộc phải ký vào cái tờ biên bản là tự ý xin thôi việc. Nói rằng tự ý xin thôi việc, nhưng mà thật sự là bị bắt buộc phải thôi việc khi ở cái tuổi là 33, sau khi mình bị thất bại bởi cái ca phẫu thuật. Lúc đó là sự thất bại về thể xác, sự thất vọng về tinh thần, thất vọng về tất cả. Giống như một cái diễn cảnh đưa ra sau khi mình giải phẫu, nó không được như thế mà nó còn tệ hơn trước đây nữa. Thì tôi xem cái việc mình buộc mình phải ký tờ tự ý thôi việc đúng là một cái bản tử hình, bởi vì đã giết chết một con người với một cái niềm đam mê còn đang rực cháy ở trong lòng, muốn đưa thế hệ học sinh của mình với bao cái niềm mong mỏi từ ấp ủ từ thuở bé. Nhưng tất cả đã thành xương thành khói. Và tôi phải thích nghi, tôi phải tồn tại trên cuộc đời này như thế nào? Tôi phải tự đứng lên trên đôi chân không đứng được như thế nào? Và đó là một quá trình rất là dài. Tôi cũng không muốn nhắc lại, nhưng tất cả là phải tự mình đứng lên, không ai ngoài chính mình là phải tự đứng lên. Ngoài việc vượt lên chính mình, tôi vẫn xây dựng một cái lớp học và đào tạo học sinh từ thời đó cho tới bây giờ để chứng minh cho mọi người rằng không có đôi chân ở trên bục giảng. Tôi dạy bằng cái đầu chứ không phải tôi dạy bằng cái chân. Tôi dạy học sinh bằng trái tim của tôi chứ không phải bằng lời nói suông. Và những cái đó là cái cần thiết của một giáo viên mà chưa chắc giáo viên ở trong trường có được. Và con đường của tôi đi suốt thời gian qua, tôi cảm thấy rất là cô đơn. Cô đơn ở chỗ là mình đi không phải như tất cả 99% dân số chung quanh mình. Mọi người, ngay cả một đứa bé ngồi sau cha mẹ ở phía sau để đi học, mục đích cũng để sau này kiếm tiền. Nhưng con đường tôi đi, tôi cũng hòa vào cái dòng xoáy của xã hội, nhưng mục đích tôi hoàn toàn không kiếm tiền gì hết. Và tôi cảm thấy cô đơn, bởi vì tôi không tìm được một người đồng hành với mình. Và tôi chịu đựng sự cô đơn đó
trên khắp nước Việt Nam này, thậm chí là đi ra nước ngoài luôn. Khi tôi đi tập huấn, tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Cái niềm cô đơn đó không thể nào giải thích được, mà tôi phải tự chính mình an ủi mình, hãy chịu đựng sự cô đơn này vì người khác. Phải có sự hy sinh để cho nhiều người khác được hạnh phúc, thì cái hạnh phúc của tôi sau này, đến thời gian này, thì tôi tìm thấy được sự đồng cảm ở những người như là tình nguyện viên hay là những mạnh thường quân. Người ta nói rằng là phải có con người, phải có nhà, phải an cư mới lập nghiệp. Thì cái điều đó chúng tôi cũng được chính quyền địa phương hứa hẹn là sẽ xây dựng, nhưng chúng tôi cũng chờ đợi từ tháng 3 đến bây giờ là bắt đầu là tháng 7. Mùa mưa tới thì các em bị chịu ảnh hưởng rất nhiều, sức khỏe cũng suy giảm. Và thất bại thứ hai là chính tôi, là sức khỏe suy giảm đến nỗi là tôi ngưng việc dạy. Bởi vì tôi không thể ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ để dạy các em. Mùa hè này là mùa hè đầu tiên tôi đăng bản là tôi ngưng dạy. Và tôi phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Và tôi phải chọn lựa là cái gì nó cũng có giới hạn. Và mình phải biết, mình phải lắng nghe cơ thể của mình rằng, một là đi bệnh viện, hai là ngưng dạy, chọn cái nào. Thì tôi chọn là tôi ngưng dạy để quan tâm tới sức khỏe mình, để hồi phục lại những cái gì nó đã hư tổn trong cơ thể của mình. Một cái bộ buồn thứ ba là cái cơ sở nhịp cầu, nó ra đời từ năm 2002, cố gắng mãi đến năm nay là 14 năm, nó kéo dài như thế. Với bao nhiêu con người lao động sản xuất như thế, nhưng đầu ra sản phẩm nó không có chạy, không có khả năng để chi trả lương, buộc lòng là phải đóng cửa. Nhiều khi tôi thấy rằng là ở Sài Gòn nó có rất nhiều những ca sĩ, những người ở bên showbiz, người ta quăng tiền qua cửa sổ để làm từ thiện. Nhưng chúng tôi không có một cái cơ hội nào để may ra những số tiền mà hàng tuần những người ở trên chương trình Gương Mặt Thân Quen chẳng hạn phải làm từ thiện. Thì họ đưa những địa chỉ khác, họ đâu biết rằng nơi đây có những em là trông chờ từng giọt nước để mà tồn tại. Nhưng tôi vẫn để các em vẫy chết, và tôi đồng ý vẫy chết, bởi vì tôi không thể kêu gọi sự thương hại của ai hết, mà tôi chờ đợi để mình có thể tự đứng lên bằng cách nào sau 14 năm hoạt động. Hết nắng rồi mưa, hết yêu rồi ghét cũng là chuyện bình thường. Làm thế nào để mình vượt qua được và mình tự đứng lên được, thì đó là câu hỏi mà tôi phải cố gắng để mà tìm cái cách giải đáp. Và nhất là khi công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật được phê duyệt, thì người khuyết tật phải mạnh mẽ hơn nữa, phải nói lên được tiếng nói của mình. Nhiều, rất nhiều người khuyết tật đáng lẽ được hưởng bảo trợ xã hội, mà bây giờ chúng tôi đấu tranh cho từng người, mặc dù số tiền đó không có là bao nhiêu, chỉ là khoảng 300-400 ngàn một tháng, nhưng một năm là bao nhiêu, hai năm là bao nhiêu, mà nó đã có hiệu lệnh từ 1 tháng 1 2011, mà mãi tới giờ rất nhiều người đến văn phòng chúng tôi để nhờ được cấp cái bảo trợ xã hội, đó là quyền của họ, nhưng họ không được hưởng cái quyền đó, mà phải với tính cách là van xin. Khi gặp bác sĩ để mà khám bệnh thì câu đầu tiên ông bác sĩ nói rằng là tôi giúp cô, giống như là thay vì tôi đi chùa thì bữa nay tôi làm cái đơn này cho cô. Cái em đó nói liền, tại sao chú nói như thế? Đây là cái quyền của cháu chứ không phải là chú ban ơn. Thế thì ông nói cô nhiều chuyện quá, và cô không thèm hỏi cô đó nữa, và tự động ông ký dưới đó. Chỉ còn có 2 điểm nữa thôi, 16 điểm là người không khuyết tật, thì cái cô đó được 14 điểm, thế là không được hưởng bảo trợ xã hội. Mà cái câu đầu tiên ông nói rằng là ông sẽ giúp cô này, giống như là thay vì ông đi chùa. Cái câu đó chúng tôi đã đưa lên phòng bảo trợ xã hội là chờ giải quyết. Và cô ở trên phòng bảo trợ là một người cũng khá có tâm, cô nói cô sẽ tìm cách để giải quyết. Và chúng tôi cứ từng người chúng tôi giúp như thế, thì có vô số vấn đề về người khuyết tật mà chúng tôi cần giúp đỡ. Và chúng tôi cũng không hề cho phép mình là chán nản hay là mỏi mệt, mà chúng tôi
khi thấy nhiều vấn đề bất cập như thế, chúng tôi phải mạnh mẽ hơn nữa. Mọi người ví tôi là linh hồn của người khuyết tật, không phải của thành phố Cần Thơ mà của đồng bằng sông Cửu Long. Trách nhiệm của tôi còn rất là cao, là làm sao để lập ra tất 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long đều có hội để nói lên tiếng nói của người khuyết tật. Nhưng chỉ có một thành phố Cần Thơ là có hội người khuyết tật. Bởi vì trước tiên anh phải là một người có tâm huyết, anh phải là một lãnh đạo giỏi, anh phải được đào tạo, anh phải có tri thức và có gồm rất là nhiều. Và trong đó cái quan trọng nhất là giữ trái tim cho mình trong sạch, tức là làm việc vô vụ lợi. Giữa ranh giới giữa tham nhũng và minh bạch nó chỉ có cách nhau một sợi tóc mà thôi. Khi tôi không còn ở trong hội người khuyết tật, các em sẽ tiếp tục sự nghiệp của tôi, và các em có sức khỏe, các em trẻ, các em có trí thức, các em phải mạnh mẽ hơn tôi nữa. Tôi biết rằng là điều đó là khó. Dầu cho tôi có về hưu thì tôi cũng là cái người cố vấn cho các em ở phía sau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Hôm nay rất là vinh hạnh được gặp lại Thành Lễ như là một người em, rất vui vì em luôn động viên, khích lệ tinh thần của tôi. Hạnh phúc lớn nhất của tôi là được thấy người khuyết tật có cái văn phòng, có cái nơi để dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật. Tôi không ước mong gì cho bản thân tôi hết. Tôi chỉ mong người khuyết tật có được nghề nghiệp và họ có thể kiếm sống được như bao nhiêu người trong xã hội. Đừng để mọi người nhìn người khuyết tật bằng đôi mắt thương hại, và hãy tạo cơ hội cho họ có được một việc làm để họ sống bình đẳng như bao nhiêu người khác.